Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Live anh em nhé. Và hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em một cái chích nữa, một cái chích để giúp cho anh em farm được nhiều cua vàng hơn được chưa anh em? Thì ngoài cái chích này thì có thêm một cái chích nữa đó chính là mình có thể reset bằng cách là tắt mạng đánh liên tục khi nào có đồ ngon thì thôi dừng lại. Mình có thể lấy cái đồ đó. Thì cái chích này mình cũng sẽ để dưới phần comment là phần mô tả để cho anh em xem nha. Còn cái chích hôm nay thì mình sẽ áp dụng cái uh, vé mời mới mà chúng ta có thể đánh được từ 5 con cua vàng đến 15 con cua vàng nếu như anh em thích cho vào một ngày hoặc là 16 con luôn được chưa anh em. Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách thực hiện nha. Đầu tiên mình sẽ đánh một con bot nào đó bất kỳ để mình có thể lấy cái vé uh, vé mời, vé mời bot hàng ngày mà mình khuyên anh em nên chọn một con bot tinh anh để tiết kiệm thời gian tại vì bot tinh anh thì map sẽ ngắn hơn và mình chọn con bot cua pha lê này để lấy vé nha anh em nên nhớ nha không phải là bắt buộc đánh con bốt cua pha lê mà chú ý là mình sẽ lấy cái vé thôi được chưa rồi đánh xong lấy vé xong mình bán đồ này nọ các kiểu xong là bắt đầu mình đi nhận nhiệm vụ đánh cua vàng đây anh em chú ý nha cái đoạn đánh cua vàng thì à, thực ra thì nó bình thường thôi nhưng mà mình sẽ có một cái điểm khác biệt anh em cần chú ý là được rồi bây giờ thì mình sẽ đến nhận cái nhiệm vụ cua vàng đây chú ý là bây giờ là không trên năm nè đấy mình sẽ nhận nhiệm vụ cua vàng nha thứ bảy thì chúng ta sẽ nhận được rồi sau khi nhận thì chúng ta sẽ đến đồng pha lê và sẽ có nhiệm vụ đánh cua vàng rồi ở giai đoạn này chú ý nha mình sẽ chạy thật là nhanh đến cái cuối cái map và mình sẽ đánh bốt rồi tại đây mình skip nhanh nhanh chút cho anh em đỡ mất thời gian của anh em nên nhớ là cái chích này dùng để anh em áp dụng farm những cái đồ của cua vàng hoặc là nắm nắm đỏ còn nếu như mà anh em muốn farm đồ này nọ thì nó sẽ không ngon đâu, tại vì ít đồ lắm. Rồi, bây giờ đến cua vàng này anh em chú ý đoạn này nha, sau khi thì mình đánh xong con cua vàng, mình đánh chết rồi thì mình bấm trở lại thị trấn ngay lập tức, đừng có để cho nó lên cái cổng dịch chuyển. Nhớ nha, phải thật là nhanh nha. Đó sau đó thì chúng ta sẽ về về thị trấn thì anh em thấy đây, mình đã lưu được một con cua vàng. Tiêu diệt 1 trên 5 rồi. Thì anh em cứ uh, lặp đi lặp lại cho đến khi nào đủ năm con cua vàng thì thôi được chưa anh em ở đây thì mình sẽ skip tí Uh, bây giờ mình sẽ đánh này đó mình quay lại mình lập tiếp nè rồi mình cũng sẽ làm tương tự như vậy mình cũng sẽ chạy vào mình cũng sẽ đánh bốt sau đó thì mình cũng sẽ ao ngay cái giai đoạn cuối ha trở về thị trấn nhớ nha anh em cần cần phải xử lý nhanh một chút nhớ là đánh bốt xong sau đó thì anh em ao về luôn trở về thị trấn luôn bấm thật là nhanh vào mình nghĩ là anh em cũng nên tập thao tác trước đấy đây là lần thứ ba của mình đây như anh em thấy là 3 trên 5 nha Rồi ok sau khi anh em đã copy được xong 5 con bốt rồi thì nó sẽ như thế này anh em nha Mình sẽ có 5 con cua vàng Được chưa anh em Và ở đây thì mình vẫn có thể nhận thêm một cái nhiệm vụ đi đánh cua vàng nữa Điều này có nghĩa là anh em có thể Nếu anh em cần anh em có thể đánh thêm 15 con nữa Được chưa anh em Hoặc là anh em sử dụng cái chích gọi là Farm đồ đỏ tắt mạng Được chưa anh em Để anh em có thể sử dụng được ngoài ra thì không biết là khi mà mình đánh xong á, thì nó thằng ve chai nó có lượm đồ không? nếu thằng ve chai nó có lượm đồ thì tốt đây ve chai hiện tại thì mình không biết nó có lượm không được chưa anh em rồi nhưng mà bây giờ á, thì chủ yếu á, là mình sẽ uh, đánh năm cua vàng thử mà mình nói trước nha thật sự nếu như anh em cần cái xét đồ cua vàng hoặc là anh em cần cái nắm nắm đỏ thì anh em có thể đánh một lúc năm con cua vàng chứ thực sự mình nói thì năm con cua vàng hoặc là 15 con cua vàng thì đồ nó rất sẽ rất là cùi mà mình không cần phải À, nói trước luôn nè chắc chắn anh em mà đồ nó sẽ cùi được chưa anh em, giờ thì mình đánh thử cho anh em xem nhé nhớ nha anh em có thể đánh luôn 15 con ngày hôm nay cứ đánh một cái con bốt thường sau đó thì anh em vào copy năm cua vàng được chưa nè bây giờ thì mình sẽ đánh thử năm cua vàng cho anh em xem và và chắc chắn một điều là đồ nó sẽ rất rất ít và nếu nó không rớt những đồ xét đồ của con cua vàng và hoặc là không nắm đấm đỏ thì nó rất là cùi và cũng có thể là cái đây là nó là một cái bất game á một cái bất á nên là nếu như anh em lạm dụng nó rất có thể là anh em sẽ bị ban hoặc là anh em bị này nọ được chưa anh em nên trước khi anh em làm cái gì đó anh em nhớ suy nghĩ kỹ một chút đây thì mình cũng chơi luôn thôi sợ gì đâu cùng lắm thì mình cày lại ok không đấy sau năm con cua vàng được cái rương đểu và đúng một thẻ thôi anh em ạ à. anh em thấy chưa đồ rất rất là cùi nha ít đồ nữa được cái ba cái lòng vũ nè nên anh là nó sẽ có ba đá đúc phong hóa Một đá đúc phong hóa Và một số đồ khác Ok Rồi Chắc là hẹn gặp lại anh em trong các đô sau nha Cảm ơn anh em đã theo dõi Được chưa nè Bye bye